Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên, Hoàng Tuấn xin gọi là chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay thì ngày mình ở đây á các bạn ơi, là ngày 12 âm lịch rồi các bạn. 12 âm nha các bạn nha. Tức là bữa nay là ngày 12 tháng Giêng. Đó, thì như những cái đơn hàng mà mình nói còn động lại trong Tết thì còn rất là nhiều các bạn à. Thì hôm nay thì mình cũng vừa hoàn thành xong một cái vỏ súp kép 40 và một cặp phi thuyền 30 nha các bạn nha. Thì ở đây các bạn thấy là mình chỉ úp cái lưới này vô các bạn, mình chưa có dặn một cái con ốc nào hết trơn nha các bạn nha. Tại vì là cái hàng này là hàng thành phẩm các bạn, thì mình đang chờ lo về. Thì những cái dòng lo này thì cái anh khách này kêu mình làm cho ảnh là toàn bộ là những cái lo từ neo hết các bạn. Đó, từ khối thì mình có sẵn các bạn ơi, nhưng mà từ neo này mình muốn nhập cái hàng cao cấp về thì mình đã phải đợi hàng về. Thì cái ngày mà mình đặt hàng là ngày mùng 6 các bạn, ngày mùng 6 thì họ mới chuyển hàng được. Đó, cho nên là từ ở Hà Nội về thì nó mất tầm cũng khoảng một tuần lễ. Thì bữa nay là bữa mình đặt mùng 6, bữa nay mới 12 à. Thì ngày mai mới là ngày 13, 16 cộng 7 thì nó ra 13 các bạn. Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt gì thì lo nó mới tới. Thì cái súp này là súp 40 của anh khách này, là anh này ở Tây Ninh. Anh này ở bên Zalo, anh kêu tên là anh Nguyễn Hùng á. Thì hồi chuyến rồi ảnh có đặt mình bên mình một cái súp 40 kép như thế này rồi các bạn. Thì ảnh về ảnh đánh rất là có hiệu quả. Thì ảnh kêu mình làm trong Tết, mình làm không kịp các bạn ơi. Tại vì cái lúc đó là những cái đơn hàng mình đã nhận trước nó quá nhiều rồi. Nhưng mình là mình mới nói với ảnh là kêu anh gán đợi mình qua Tết. Thì năm mới đầu tiên thì mình làm, đầu tiên mình làm cái đơn hàng của ảnh trước. Tại vì nói chung là hồi trong Tết là mình hứa hẹn với ảnh là qua Tết là mình sẽ làm là cái hàng của ảnh, hàng đầu tiên. Thì nói chung cái anh khách này anh rất là thương mình các bạn ơi, anh thương mình dữ lắm. Cái thứ nhất á là không phải là mình nói về cái vấn đề tiền bạc mà anh thương mình, nhưng mà anh này thật sự phải nói rất là phóng khoáng. Anh nói chuyện chừng vài ba câu thôi là anh đã chuyển tiền cho mình rồi các bạn. Thì nói chung á thì anh sợ là mình không có đủ vốn để mà mình làm. Cho nên là anh chuyển tiền cho mình rất là nhiều các bạn. Nói gì cái đơn hàng này anh chuyển rất là nhiều, hơn phân nửa số tiền, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Chỉ còn không có bao nhiêu ở đâu thì cái đơn hàng này là hết số tiền đó luôn rồi. Đó, thì không biết là cái sự tin tưởng của anh thì anh dành cho mình bao nhiêu thì mình cũng không biết được các bạn. Nhưng mà thật sự mà nói về cái sự tin tưởng thì anh này chắc có lẽ anh thương mình, ảnh tin tưởng mình rất là nhiều rồi các bạn. Đó, cho nên là ảnh mới đặt mình làm. Mà vấn đề tiền bạc thì đối với anh này không quan trọng. Thì nói chung mình không phải là mình nghĩ là người ta giàu có hay là nghèo khổ về cái vấn đề đó không quan trọng các bạn. Nhưng mà về nói về cái vấn đề mà nói về phóng khoáng về tiền bạc hay là hợp đồng gì đó thì cái anh khách này phải nói là anh cực kỳ vậy các bạn à. Nhưng mà mình cũng xin nói với các bạn như thế này, không phải là các bạn chuyển tiền cho mình nhiều là mình mừng đâu các bạn ơi. Mình gầu chứ mình không mừng đâu. Thì bây giờ mình làm, mình mua bán mình làm sao đúng lực được các bạn. Chẳng hạn như bây giờ là mình cọc một ít, rồi chừng nào mình nhận hàng thì thanh toán đủ, như vậy thì nó sẽ có lợi cho cả hai bên. Tại vì một bên á thì chuyển tiền thì bên đó cũng phập phòng lo sợ, còn mình ở bên đây á thì mình sợ đầu năm thì sợ cái vấn đề bơm hàng. Nhưng mà mình nói thật với các bạn nha, thì mình chỉ tính là tính mình lấy cái số tiền vận chuyển thôi các bạn, cái số tiền vận chuyển thôi, tức là vận chuyển đi vận chuyển về. Chẳng hạn như các bạn bơm hàng đó, thì mình ở đây mình sẽ lấy cái hàng này mình bán ở chỗ khác, nhưng mà mình không có lỗ tiền cước là được rồi các bạn à. Chứ không phải là mà các bạn cần các bạn mà phải chuyển cho mình cho nhiều đâu. Về cái vấn đề đó thì mình cũng xin nói rõ như thế. Đó, thì hồi năm rồi đó mình đã có nói rồi, cái đơn hàng, những cái đơn hàng đầu năm thì theo hết cái tháng Giêng, hết cái tháng Giêng âm lịch của năm 2024, tức là mình sẽ nhận hàng khi mà anh em nào gọi điện cho mình trước ngày 30 tháng Giêng nha các bạn nha. Rồi từ cái hết cái ngày 30 tháng Giêng này cho đến ngày 1 tháng 2 là mình giá mình sẽ trở lại bình thường nha các bạn nha.
Thì có những anh em á, thì họ hỏi là có khuyến mãi đầu năm như cái lời mình hứa không? Thì ở đây thì đặc biệt là có nha các bạn nha. Mình không phải là cái loại mà nói được mà làm không được đâu các bạn. Cho nên là về vấn đề đó các bạn yên tâm. Thì mình sẽ khuyến mãi, tức là một đơn hàng có thể là mình bớt 100 ngàn hoặc là 200 ngàn. Tùy theo món đồ lớn nhỏ, ít tiền nhiều tiền. Đó, thì mình sẽ bớt theo cái khả năng, chứ còn nói chung thì mình không có bớt nhiều được các bạn à. Thì mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều rồi đó, mình là một cái món quà lì xì đầu năm cũng như là tri ân khách hàng vậy thôi, chứ còn nói nhiều quá thì mình lo không nổi thiệt nha các bạn đó. Cho nên là các bạn đừng có chê cái đó là ít quá hay nhiều quá, hay là nói chung là đừng có chê khen ít nhiều các bạn. Cái đó là cái tấm lòng của mình à. Chứ còn nếu mà mình mình lo nhiều quá thì mình chịu không nổi các bạn ơi. Tại vì nói chung là các bạn đã biết rồi, thì mình hồi đó tới giờ các bạn thấy mình không có khuyến mãi ai và không có bớt ai hết các bạn. Thì hôm nay thì mình đã làm được cái điều này rồi, thì ít nhiều gì các bạn cũng nhận nha các bạn ơi. Các bạn đừng có chê khen nó ít nhiều nha các bạn. Cái đó là cái tình cảm các bạn. Các bạn cứ suy nghĩ đơn giản vậy thôi nha các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ lật một cái miếng lưới này ra để cho các bạn xem nha các bạn nha. Đây. À, thì anh khách này anh kêu là mình xài một cái họng array. Đây là cái họng array nè các bạn. Ở đây thì mình xài là chép 850 và chép neo nha các bạn nha, neo khối. Thì mình đang đặt hàng về, thì chừng nào mình có gáp xong xuôi hết mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe và mình sẽ nói chi tiết hơn. À, thì còn cái vấn đề mà nói về cái họng chép này thì anh khách này anh kêu mình xài một chép. Thì cái một chép này bắt buộc chúng ta phải xài chép 850. Tại vì các bạn nghĩ đi, cái cặp full 30 này mà full neo nữa thì cái tiếng nó phải nói là rất là dữ nha các bạn. Nếu chúng ta xài chép 450 thì chúng ta bắt buộc phải xài hai cái. Còn nếu như 750 hoặc 850 chúng ta chỉ cần xài một củ, một duy nhất thôi. Tại vì cái thứ nhất á, là nó đủ chép. Và một cái thứ hai nữa đó là cái chép 850 mà mình mua loại này loại cao cấp chứ không phải là loại thường. Cho nên là về cái vấn đề bền bỉ thì nó sẽ chắc ăn hơn. À, thì mình cũng đã thường nói với các bạn rất là nhiều lần. À, nói là chúng ta xài 450 thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì khi mà nó đã hư hay là nó bị đứt con hay là bị cháy con gì đó. À, thì chúng ta cũng còn được một cái 450. À, nhưng mà cái vấn đề đó là mình nói là xài những cái dòng loa thường thường thôi. Còn nếu như các bạn xài 850 mà loại cao cấp thì chúng ta chỉ cần xài một cặp 850 thôi là nó đã đủ. Và cái vấn đề mà nguy hiểm thì nó cũng không cao các bạn. Tại vì cái loại đó thì nó rất là bền đó, thì mình rất là bền nha các bạn nha. Thì lần này thì các bạn thấy là mình thiết kế ở chính giữa một chép, nhưng mà chép này họng array họng đại nha các bạn nha. À, thì chúng ta nhờ cái họng chép này nó sẽ tạo cái buồn âm của cái chép, cho nên là mình nghĩ là cái chép này phải nói là nó cực kỳ đẹp tiếng luôn các bạn. Thì có đẹp hay không thì nó sẽ nằm trong cái video sau nữa các bạn. Còn hôm nay thì mình chỉ làm, mình muốn nói với anh Hùng này thì những sản phẩm này em đã làm xong 2-3 ngày nay rồi, nhưng mà hiện tại thì em đã đang đợi cái loa về. À, đang đợi những cái loa về. Tại vì loa đó, những loa đó loa từ neo không mà, cho nên là phải đợi hàng từ Hà Nội về thì nó cũng tương đối là đường rất là xa. À, cho nên là anh thông cảm đợi em ít hôm, vì khi mà lắp ráp xong rồi đó thì cũng phải còn cân chỉnh, phải còn nghe nữa chứ không phải là đơn giản. Cho nên là mình nói thật sự với các bạn, những cái hàng thành phẩm như thế này mình bán nó còn chậm hơn cái vấn đề mà mình đóng loa không nữa các bạn. Và cái trách nhiệm phải nói là nó cực kỳ là nặng nề các bạn ơi, chứ không có đơn giản đâu. À, các bạn đóng loa xong rồi các bạn chuyển đi là các bạn lời rồi đó. Rồi bên kia người ta lắp ráp sao kệ người ta, thì mình không còn trách nhiệm nữa. Thì nói nào cho ngay cái đó thì nó sẽ nhẹ cái tâm hơn. Và cái vấn đề này thì nó sẽ nặng cái tâm và nó nặng luôn cả cái trách nhiệm. À, cho nên là cái vấn đề này là không có lẹ được các bạn. À, chúng ta phải làm từ một cái chi tiết một và từ bước một, chứ không thể nào mà. À, thì nói chung có những anh em họ nghĩ nó rất là dễ, tức là chúng ta chỉ cần mua phân tần, mua loa về chúng ta lắp ráp vào là xong. Thì cái vấn đề đó chưa chắc, chưa hẳn là xong đó các bạn. Tại vì nó rất là khó về cái âm thanh này. Chúng ta phải cân chỉnh tới lui và chúng ta nghe cái tiếng của cái phân tần đó có thể là nó hợp hay không. Tại vì mỗi một cái dòng phân tần đó
thì họ cân theo cái vàng của họ, cho nên là họ mới bán ra thị trường. Còn khi về mình á, thì mình gáp loa chỗ này, phân tầng chỗ kia, rồi cái quan trọng là cái vàng máy của mình nữa các bạn. Cái vàng công suất của mình á, mình xài loại gì và vang mình chỉnh nó như thế nào nữa. Thì ở đây á, thì mình làm thì mình cũng nói vậy thôi, thì bây giờ mình sẽ làm nó thành phẩm. Nhưng mà khi về còn lệ thuộc một cái điều rất là quan trọng nữa, chính là khi mà về tới cái vàng máy của anh khách này, ảnh test lại nữa, cái đó mới là cái quan trọng. Còn ở đây thì mình làm theo cái lỗ tai của mình thôi. Nhưng mà mình tin rằng với tất cả các bạn, cái phi thuyền này, cái tiếng phải nói là cực kỳ đẹp đó các bạn. Tiếng rất là đẹp. Tuy rằng cái phi thuyền này nó không bay bằng cái quả tiễn đó, nhưng mà cái độ trầm, độ ấm nó rất là tốt đó. Và cái mic của chúng ta, cái tiếng nó rất là dày, chứ nó không giống như những cái quả tiễn đó các bạn à. Tại vì các bạn thấy là mình đóng cái hậu phi thuyền này nó rất là sâu nè, mà mình sẽ không có bóp cái hậu lại nữa, mình đóng vuông góc luôn các bạn đó. Mình đóng vuông góc, mình đóng về cái phía sau luôn. Nó chạm rồi này kia mình cũng chưa có lắp luôn nè các bạn ơi. Tại vì mình sẽ đợi cái loa về, mình làm cái hàng này hàng thành phẩm các bạn, cho nên là chạm vẫn chưa lắp nha, thì vẫn đợi loa về làm một lượt một luôn đó. Thì cái phi thuyền này các bạn thấy không, nó cũng nhờ được hai bên cái vách này, hai bên cái vách này nè các bạn, hai bên cái vách này để nó cộng hưởng các bạn, nó cộng hưởng để nó gom, nó hội tụ lên một cái âm thanh để mà nó phóng về phía trước. Còn cái quả tiễn thì nó khác các bạn, cái quả tiễn thì nó khác, nó cũng giống như cái này, nhưng mà có một cái là cái quả tiễn nó nằm ở phía trước của cái lo bát của chúng ta, cho nên là cái chép nó lúc nào nó cũng dẫn đầu hết các bạn, nó là ưu tiên nó đi trước rồi cái bát nó đi theo sau. Mà thường thường những cái quả tiễn á, thì các bạn thấy là cái chiều sâu á, từ cái họng chép này vô tới đây thì nó đã đi tới đây rồi các bạn, nó đã đi tới đây rồi, một khúc kéo ra thì từ ở đây nó chiếm cái diện tích của cái chép tới đây rồi. Mình chỉ còn được cái buồng tạo hơi nó rất là ít. Còn đặc biệt cái phi thuyền này là mình làm cái độ dốc nó xuống tới đây lận các bạn đó, cái độ dốc nó xuống tới đây nè, thì cái buồng tạo âm ở đây các bạn thấy không, nó rất là lớn này. Mà nó tạo âm lớn được, nó tạo âm nhiều được thì cái tiếng ca của chúng ta nó mới dậy đó. Có những anh em họ nói là xài quả tiễn thì được, tiếng thì bay, nhưng mà phải xài thêm mic lô nữa thì cái tiếng mình nó mới dậy. À, thì dày là tại sao nó không dày? Tại vì cái buồng tạo âm của cái vỏ của chúng ta nó chưa đủ để tạo tiếng dày. Thì nó thoát ra rồi các bạn, nó giống như một cái lo phóng vậy đó. Các bạn thấy cái lo phóng, lo sắt không? Nó không có tiếng trầm, mà là nó dậy mít, mít cao không à, mít chép không à, chứ không có mít lô. À, cho nên là bắt buộc chúng ta phải thay mít lô. Mà khi mà cái vỏ này các bạn thấy mình đóng nè, cái thứ nhất á, thì cái độ nghiêng nó không nghiêng nhiều, nó nghiêng vừa phải, tức là nó còn có cái độ để phóng về phía trước. Còn những cái dòng mà vỏ mà các bạn cũng đã thấy rất là nhiều trên thị trường này bán, thì hai cái lo bát, cái bát trên và cái bát dưới này thì đều nó muốn úp vào nhau luôn các bạn. Cái đó là chúng ta dành cho đánh súp thôi các bạn à, chứ các bạn mà kết hợp full thì nó không bay được đâu. Tại vì các bạn nghĩ đi, hai thằng này nó đối mặt với nhau, nó gần đối mặt với nhau thì hai thằng này nó áp với nhau rồi thì nó sẽ gom là một cục của đó, nó không bay được. Mà hai thằng nào mà các bạn úp vào chừng nào, sâu chừng nào thì cái tiếng nó lẽ lộn xộn chừng đấy. Nó, tại vì các bạn thấy không, hai cái tần số nó đáp vào nhau, nó đang phản xạ vào nhau thì nó không biết khi nào nó hay được các bạn. Và cái thứ hai nữa đó, khi mà các bạn úp nó nhiều quá thì cái phạm vi buồng hờ tạo âm này nó sẽ thiếu đi. Đó, cho nên là cái đó rất là quan trọng nha các bạn nha. Có những anh em họ phái cái đẹp các bạn, thì như cái vỏ này đi, thì các bạn vừa đi tới đây thì các bạn chẻ gốc nó vào đây, thì các bạn thấy cái thùng này nó còn đẹp hơn nữa, cái dáng vẻ bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều, nó đẹp hơn cái vuông như thế này các bạn, nó có một cái điểm nhấn, các bạn nhìn thấy nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ngược trở lại, cái chất âm nó sẽ tệ hơn. Tệ hơn là tại sao nó tệ hơn? Là tại vì cái buồng tạo âm này nó quá hẹp đi, mà chúng ta tốt hậu lên nữa thì cái loa của chúng ta nó giống như có một cái chỗ bắt loa, chứ thật sự nó không có chỗ tạo âm. Các bạn nghĩ không? Các bạn hiểu không? Nó có chỗ bắt cái loa nhưng mà nó không có cái chỗ để tạo âm. Thì các bạn nghĩ đi, cái loa của chúng ta là nó tạo âm là nhờ cái gì? Là nhờ cái vỏ thùng, đúng không các bạn? Các bạn để ở ngoài thì nó giống như một cái loa phóng, loa sắt, nhưng mà khi mà các bạn để trong thùng thì các bạn nghe nó sẽ khác hơn. Nó cho nên về cái vấn đề là mình suy nghĩ rất là nhiều.
Cho nên là mình phải làm như thế nào để cho nó đủ cái buồng tạo âm để nó tạo cái tiếng ca của chúng ta. Chứ không phải đơn giản mà chúng ta lắp gáp xong một dàn chúng ta để nghe nhạc hình hình là chơi là xong đó các bạn. Chúng ta phải ca hát nữa. Chúng ta tận hưởng là tận hưởng cái phút giây đó đó các bạn. Chứ không phải là chúng ta tạo ra một cái loa để mà chúng ta nghe nhạc không. Thì cái đó này nó dễ rồi các bạn. Nghe nhạc không rất là dễ. Các bạn chỉ cần đóng một cái sub tiếng cho nó chậm. Các bạn đóng cái full ở trên. Bây giờ các bạn để cái loa không ở trên mà nó cho full nó cũng nghe được. Tại vì nó kết hợp được cái sub và cái dãy mic chép nằm trên này. Đó, thì nó vẫn là ok. Nhưng mà tới khi chúng ta ca thì cái tiếng ca chúng ta bắt buộc phải phụ thuộc vào cái cặp full này. Đó, và những anh em nào mà set up được cái tiếng ca lòn vô sub nữa thì cái tiếng nó sẽ dày hơn nữa. Đó, nhưng mà mình tin chắc rằng một cái sub này và một cái phi thuyền này, có thể là cặp phi thuyền này không cần lọt tiếng vô sub nhưng mà tiếng ca vẫn phủ nổi. Phủ nổi là sao? Thứ nhất là dòng loa của chúng ta không phải là dòng loa tầm thường. Đó, và cái thứ hai nữa đó, chúng ta tạo một cái vỏ đủ chất âm, đủ buồng tạo âm thì chúng ta sẽ lấy được cái tiếng dày của cái tiếng mid-go của chúng ta. Cái đó là cái điều chủ yếu các bạn. Đó, lúc nào cũng vậy, chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta làm ra một cái dàn âm thanh mà cái tiếng nó giữ, cái tiếng nó bay, cái tiếng nó sáng là không đâu các bạn, là thôi đâu, không phải. Nó phải hội tụ nhiều cái yếu tố, tức là cái tiếng ca của chúng ta ở trong này nó phải dày. Đó, thì chúng ta mới dễ chỉnh. Và cái tiếng dày đó đó, nó giúp cho cái tiếng ca của chúng ta nó nhẹ hơn. Tại vì cái tiếng mỏng, các bạn không tin các bạn dặn đi. Cái tiếng mỏng nó được con cái nó xé xé vậy thôi, chứ các bạn ca, các bạn cầm micro nó rất còn rất là nặng. Mà cái tiếng dày, cái tiếng dày khi mà các bạn nhả những cái chữ nào mà nó thấp á, mà nhờ những cái tiếng dày này nó cộng hưởng vô nữa thì cái tiếng ca của chúng ta nó mới còn. Còn nếu như chúng ta mà nó không đủ độ dày, khi mà chúng ta nhả cái chữ nào thấp rồi là nó mờ luôn, nó mất luôn cái tiếng ca của chúng ta luôn. Đó, cái điều này phải nói là cực kỳ quan trọng nha các bạn nha. Và mình làm bên cái này cũng vậy, mình cũng quan trọng lắm. Cái chất âm á là mình nghĩ nó là quan trọng nhất, chứ không phải là cái chất liệu hay là cái vẻ lẻ bên ngoài, cái vẻ bên ngoài nha các bạn nha. Cho nên là chúng ta muốn nghe hai chữ âm thanh cho đúng thì chúng ta phải làm sao âm thanh cho nó hay, còn cái bề ngoài của nó tương đối, không cần đẹp, không cần đẹp nhiều lắm đâu, không cần sắc sảo lắm đâu. Thì cũng có nhiều anh em thấy cái hàng mà nó sắc sảo quá, nó quá đẹp, thì chúng ta sẽ tốn thêm tiền vì cái vẻ đẹp của nó. À, bây giờ mình nói là nói vui cho các bạn nghe chơi thôi. Các bạn đi quán cũng vậy, đào đẹp thì phải tốn tiền nhiều các bạn. Đó là mình nói là mình nói chơi mà vừa nói thật cho các bạn nghe luôn. Muốn một cái cô đào mà đẹp thì chúng ta phải tốn tiền nhiều, chúng ta phải bo nhiều chút xíu mới có các bạn. Âm thanh này nó cũng thế thôi. À, mình muốn đẹp mà vừa hay nữa thì nó còn giữ nữa các bạn. Mà nó vừa mắt mình xem nó không đẹp lắm, nó không sắc sảo lắm, nhưng mà nó nghe được thì cũng là ok, đúng không các bạn? Ở đây nói chung các bạn thấy mình đâu có máy móc, máy CNC, máy gì đâu. Đó, mình chỉ làm mà thủ công thôi, nhưng mà mình tạo ra những cái sản phẩm như thế này các bạn thấy cũng là rất là khéo léo rồi, đúng không các bạn? Mình cảm thấy nó rất là cực luôn đó các bạn. Nhưng mà cái phi thuyền này mình không sợ bằng cái quả tiễn. Cái quả tiễn ít có anh em nào mà xài mà cảm thấy nó được cái chất âm nó tuyệt vời, tuyệt đối lắm. Tại các bạn biết sao? Nếu chúng ta đóng đủ cái buồng tạo âm á, thì cái quả tiễn nó quá dài. Và cái thứ hai nữa, chúng ta mà tốp hậu ít á, thì các bạn coi nó không được. Quả tiễn thì phải tốp hậu sâu vô cho nó giót vô, các bạn nhìn thấy nó mới đẹp. Mà mình ở đây thì mình đóng cái hậu nó hơi nở hơn người ta. Thì thứ nhất là cái thùng của chúng ta nó không được đẹp bằng chỗ khác. Nhưng mà ngược trở lại nó đánh đổi được cái là cái buồng tạo âm của chúng ta, chúng ta không thu hẹp lại thì cái tiếng ca nó sẽ đỉnh hơn ở chỗ khác. Nó vì vậy mà các bạn yêu cầu mình đóng mẫu nào mình cũng đóng được hết các bạn, chứ không phải là không được đâu, chỉ là khó với dễ đối với mình thôi, chứ thật sự mẫu nào mình cũng làm được. Nhưng mà mình xin nhắc nhở với các bạn một cái điều như thế này: âm thanh là cái chất âm là nó quan trọng đứng hàng đầu.
Và cái vấn đề mà cái vẻ bên ngoài nó có đẹp hay không, nó chỉ đứng hàng thứ hai thôi các bạn, chứ nó không thể nào đứng hàng thứ nhất được. Mà nếu như các bạn đem cái vẻ đẹp nó ra đứng hàng thứ nhất thì có thể nói là các bạn dễ bị lầm. Các bạn dễ bị lầm. Có những cái dòng vỏ mà những anh em mà đặt hàng bên mình đó, họ đưa về cho mình xem một cái đó ha, là mình cảm thấy nó tuyệt vời luôn đó các bạn. Mà những anh em đó họ cũng yêu cầu phải đổi. Mà mình còn nói nữa, mình nói cái hàng của anh nhìn nó quá đẹp luôn, quá tuyệt luôn mà anh còn đổi nữa là sao được. Thì anh khách anh mới trả lời là nó đẹp thì nó đẹp thiệt, nhưng mà tiếng nó không được. Đó, thì từ cái chỗ đó đó các bạn, từ cái chỗ đó đó mình mới biết được là cái âm thanh này nó là, cái chất âm nó vẫn là quan trọng đứng hàng đầu chứ không phải là nó đứng hàng thứ hai. Còn cái vẻ đẹp bên ngoài nó chỉ là đứng hàng thứ hai chứ không thể nào đứng hàng thứ nhất được các bạn. Các bạn tạo cho nó đẹp như thế nào đi nữa mà chất âm nó không tốt rồi thì họ cũng chán nản các bạn à. Mình dám hứa với các bạn luôn đó. Dù cho các bạn đẹp như thế nào đi nữa mà cái con người của các bạn không có đạo đức, không có nhân cách, đặc biệt là nói chuyện vô duyên vô dùng, không có vui vẻ, không có hoạt bát thì cũng không ai ưa đâu các bạn ơi. Mình nói thật sự luôn đó. Còn nếu như các bạn tìm được một người đẹp về vẻ bên ngoài mà đẹp luôn cái tâm hồn, đạo đức này kia, có đầy đủ những cái phẩm chất đó, thì các bạn là người phước phần rất là lớn. Các bạn mới thừa hưởng được những cái điều đó. Âm thanh này cũng vậy. Nói chung mình cũng rất là ước mơ khi mà mình được có máy móc rồi này kia, mình làm cho nó sắc sảo hơn nữa các bạn. Nhưng mà không nổi các bạn à. Các bạn thấy gì chứ, bây giờ là nếu các bạn chịu đầu tư vô đây mà để đầy đủ máy móc để tạo ra một cái sản phẩm phẩm đẹp, thật sự mà nói nó khó chứ không phải là đơn giản. Cực kỳ khó. Tại vì những anh em họ có tiền, họ rất là dễ kinh doanh các bạn. Họ muốn làm gì là họ làm. Họ không cần suy nghĩ nhiều. Còn mình ở đây phải tích góp, phải cần kiệm, phải cần cù làm từng ngày, từng bữa để mình tích góp mình mới có được. Thì cái điều đó rất là khó. Nhưng mà các bạn thấy không? Mình không khi nào chùng bước các bạn. Mình càng lúc càng muốn tiến tới không các bạn thấy không? Tuy rằng mình cuộc sống mình rất là khó khăn, nhưng mà mình cố gắng các bạn. Mình cố gắng thì mình tin một ngày nào đó sẽ có thôi. Thì bây giờ các bạn cũng đã thấy rồi. Trước kia thì mình làm vỏ rất là nhiều các bạn, nhưng mà hàng thành phẩm thì không được bao nhiêu. Thì trong cái thời gian gần đây thì có rất rất là nhiều anh em kêu mình làm cái hàng thành phẩm. Họ giao cái trách nhiệm và nguyên cái đơn hàng cho mình làm thành phẩm hết. Đó, thì mình cũng rất là từ chối nha các bạn nha. Tại vì mình không có thời gian các bạn à. Đó, nó rất là khó nha các bạn. Các bạn làm xong rồi các bạn chưa yên đâu. Các bạn bông tiêu rồi xong hết, các bạn phải để phân tầng vào, các bạn sẽ lắp loa vào, xong các bạn phải test, rồi các bạn mới cân, các bạn phải chỉnh, nó đủ thứ chuyện hết các bạn. Mình thì mình e rằng mình làm không kịp. Tại vì bây giờ nói chung á, thì mình cũng nói thật với các bạn luôn. Thì mình suy nghĩ như thế này, mình đóng xong cái vỏ mình giao rồi cái mình lụm tiền nó khỏe hơn các bạn. Còn gáp những cái này nói chung trách nhiệm nó cao hơn. Có thể là chúng ta lời thêm một ít về cái tiền công gấp gáp nữa, nhưng mà cái trách nhiệm chúng ta rất là lớn. Các bạn mà làm tào lao rồi người ta đồn là khỏi mà ngăn luôn đó các bạn, chứ không phải giỡn chơi đâu các bạn. Đó, có những anh em là họ từng đi lên nhưng mà họ xuống rất là nhanh vì cái chất âm không đạt các bạn. Thì vấn đề mình cũng hơi ngại, tại vì người ta, các bạn thấy người ta là cái kinh nghiệm của người ta rất là cao, mà người ta còn có những cái vấn đề đó thì mình cũng không bằng người ta được đâu các bạn. Rồi thì nói chung mình nói vòng hoài hồi thì nó rất là nhiều chuyện để nói các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ khép cái video lại tại đây nha, để mình đợi cái lô hàng loa này về mình lắp ráp và phân tầng đồ tất cả mọi thứ. Thì nói về cái phân tầng mình cũng xin nói về một chút xíu nữa nha các bạn nha. Tại vì cái cục đẩy thường thường cái cục men đó các bạn, thì những cái dòng men á, thì về cái vấn đề mà nói về xử lý âm á, thì ở trong cái men nó chưa có, bắt buộc chúng ta phải xài qua quang hoặc là mixer rồi chúng ta phải xử lý âm thanh. Còn cái cục men nó chỉ là có cái lực đẩy ra thôi. Thì mình xài men á, thì mình xài phân tầng nó sẽ hợp lý hơn nha các bạn nha.
Tại vì cái phân tần đó là nó xử lý cái tiếng nhạc của chúng ta cho nó sạch hơn, thì chúng ta cần phải xài phân tần. Còn mình xài những cái âm ly thì chúng ta không cần phải xài đâu các bạn. Âm ly chúng ta có bom master, bom exit, là chúng ta cứ cân chỉnh làm sao cho nó ngon lành là cái tiếng nó đẹp à. Còn như những cái cục men nào này kia các bạn không xài phân tần thì cái tiếng chúng ta nó hơi đục, cho nên bắt buộc chúng ta phải xài. Nhưng mà cái phân tần nó cũng có hai cái mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Cái mặt tốt là nó xử lý âm thanh rất là tốt, và cái mặt xấu của nó nếu như nó xử lý quá sạch đi, thì trong khi đó có thể là nó xử lý luôn cái tiếng ca của chúng ta. Cho nên là những anh em nói mua nhầm cái phân tần về nó hú quá trời hú, mà không xài phân tần thì ca được, mà tới khi đút cái phân tần vô thì nó quá trời hú. Tức là nó xử lý cái âm thanh của chúng ta trong trẻo thì nó xử lý luôn cái tiếng mid-go của chúng ta luôn. Đó, cho nên là chúng ta để cái phân tần vô nó còn tệ hơn chưa để nữa các bạn. Nhưng mà tuy nhiên không để phân tần thì cái tiếng nhạc của chúng ta nó không có nhuyễn bằng khi chúng ta để phân tần. Mà khi mà chúng ta để phân tần thì nó có một cái điều là cái mic của chúng ta nó bị hú hơn. Đó, nó bị gì, nó xử lý luôn cái tiếng mic của chúng ta các bạn. Đó, cho nên về vấn đề đó mình phải cực kỳ là chú ý để chúng ta làm sao ra một cái phân tần làm sao cho nó hợp lệ thì nó sẽ hay thôi các bạn ơi. Rồi, một lần nữa mình xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước cùng các anh chị em bên đội ngũ YouTube năm mới luôn luôn an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài nha các bạn nha. Rồi, mình xin kính chào.